tuần này với chủ đề ước nguyện đầu năm sẽ là món ăn tinh thần về âm nhạc, hài kịch, thời trang và những chia sẻ về dự định trong năm mới của các nghệ sĩ nổi tiếng. Đó như là một lời cầu mong những điều tốt đẹp trong năm mới với tất cả chúng ta. Em chỉ cần hai đứa mình yêu nhau, có anh bên em sẽ đẹp tình. Thông qua những chương trình như thế này của đài truyền hình Vĩnh Long, Khánh Bình và Hồng Loan được đến gần hơn với những khán giả ở xa, ở vùng sâu. Rồi khi có một cái dịp nào đó đi đến những cái vùng sâu để làm những chương trình thiện nguyện chẳng hạn, thì lúc đó bà con lại được gặp và họ quý lắm. Chúng ta cùng đón xem tập 4 chương trình Vui Xuân cùng truyền hình Vĩnh Long sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ tối Chủ nhật ngày 5 tháng 2 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.